Sao ghê đấy, mà chị mày đâu? Ngày đi chứ sao kìa. Ừ mà hôm nay đi nói thi rồi chừng nào có điểm đem về tao coi đây. Đâu có, trời ơi, đâu có đâu, đâu có ơi. Không có đâu mà. Cái gì pass rồi, nó xạo má nó mày nói hả, cái này điểm nó thấp chuẩn. Nghe nói đứng từng chót lắm, lần má thử cái liền má. À, cua ra liền, nhanh lên, cua ra liền. Biết rồi. 5 gữ, 6, 6 gữ, học sinh trung bình. Hả? Đó, mày thấy chưa? Trời ơi, nghe nói hả, đi học đâu, đi học đâu má. Nó là đi chơi không mà, không học bài, học hành gì trơn á. Đâu có, đâu chơi game đâu. Học cho lánh vô, học sinh trung bình. Không có có. Em nói đi chơi game quá trời luôn, con không thấy bỏ game nè. Con mày chị mà có nhắc nhở nó không có nghe luôn má, thử liền á. Tao nói cho mày biết nha, mày mà học không đàng hoàng, mà cho mày đi bóc bọc cho mày coi. Mày biết, biết tôi khổ như tao kiếm tiền sao? Ừ, cái của mày sao? Nói rồi nè, con có lì lợn như nó đâu, bây giờ điểm con cao đó, mới đừng có lo. Thấy chị mà học hành đàng hoàng hơn, nó có sợ như mày. Ngu như gì vậy? Giọng ca vàng trong xóm đi vào, giật sang một bên hết đi nào. Là quê phường tầm này là tầm thường, ở đây mới là thiên đường. Hả? Ấy à, con đang học bài mà nó kêu con cái gì không? Mày đây, mày quỳ lên cho tao. Mày quỳ lên tại chỗ cho tao, đi lên. Sao tôi chứ không quỳ? Mày quỳ lên. Ủa tính ra con có làm gì luôn. Mày mướn đứa nào đi học giùm mày hả? Mày nói nè, con đi học đàng hoàng, trời ơi, điểm con có mướn ai đâu. Mày đi học đầy đủ không, cúp cua nè. Đi học thi được điểm 10 nè, là sao? Mày khai lẽ không, mày đừng có sợ sợ tao tan chết bây giờ nghe mày. Mày mà học đem mướn không nghe, giống như cái bạc. Nguyên cái sớm thì ai cũng giống nhau, cho mày thuê bạn sớm học giùm mày không, phải không? Chứ làm gì mà mày học giỏi được vậy hả? Học ngu như bò à. Má, con đi học đàng hoàng, trời ơi, học đi một ngày, học sớm học chiều, đi học đúng giờ, đúng cách, đúng nơi luôn. Nghĩ sao mà nó nói con đi học thế, học mướn tiền đâu. Ngày đi học cho có 5.000 bạc không đủ giữ xe nữa, tức á. Tôi còn xài Knox Better, trời nó vừa theo dõi nè, duy trì nhắc nhở các hoạt động tốt nữa. Từ đó nó học giỏi lên liền. Nghệ trong ô đồ dữ ma. Nó làm vậy mà nó nói gì, trời xin lỗi là khi dễ đây hoài, đi học cũng giỏi lắm à. Vậy sao mày nhắc nó thói quen sớm, tại sao mày không bị có chém không sáng giờ trời ơi. Ờ quên đi. Ta nói nó chán không muốn nói luôn. Chưa trời. Mày ngủ tới giờ này rồi chưa trời, chưa tập rồi mới dậy. Vô ăn cơm nè, thằng quỷ nhỏ. Ừ, tao đang ăn cơm cái gì vậy má? Vô ăn cơm nè, mày ăn cơm cái đi hồn chiên ngon chết nè. Ôi, con ăn cái chiên đâu, cái chiên gì mà chiên, chiên ngon ăn cá. Chướng khí là cá chiên ngon chết luôn, ăn. Đi ăn gì, ăn gì, ăn cay là ăn gì. Ăn cá chiên còn ăn cơm á. Ăn đói. Ờ, dễ, tao dễ mày ơi. Má ăn cơm gì má? Mày có đuôi không mà nói vậy? Có kêu nữa nè. Cá chiên hoài vậy. Nữa cái gì mà nữa? Cá chiên nhận qua ăn không hết nên cái gì mà ta ăn. Nở đâu cũng tiền các bạn mua đồ ăn nữa mày. Mày, chứa hả mày? Ồ, bộ mà. Trời, tao dễ mày ơi. Không ăn con nhận đâu. Trời, nó này cơm gì nè? À, nay đổi món rồi. Ăn cá rồi. Chị ăn gì ăn cái gì vậy? Trời ơi, nghe cá lắm luôn mà không ăn cá. Bữa nay nó buồn chết luôn nha. Ăn chiên hoài nó cũng ngán thôi. Nay ăn cơm với cá rác nè con. Khác nhau cái gì đâu. Hả? Chiên với rán nó khác nhau mày hiểu không? Cá rán khác, cá chiên khác. Khác là chữ rán đó. Không ăn đâu. Mày ăn hả? Mày ăn thôi à. Trời ơi, tao dễ lắm mày ơi. Mày ăn con này cũng cháu, chán chịu. Này cá chiên thôi mà. Hay là cá rán? Cá chiên đâu ăn hoài, tiền đâu mua cá mày ăn hoài. Trời ơi, ăn cá cái này. Vậy ăn cái gì vậy? Cá to nè. Cá điêu hồng có lạc ngon lắm. Vô đi ngồi ăn đi. Hả? Ăn thì ăn, mệt chết luôn vậy. Ngày mai con làm. Ấy, mày làm cái điện thoại hoài đi chứ thằng mày kìa. Thằng chơi hay kìa, không nói giỡn. Đi lên đi. Mai đi, mai con dọn phòng cho, mày đừng lo mai. Yên tâm, tháng mai con dọn phòng. Ờ, cứ cho mày ngoi. Cho mày ngoi nó mày. Ấy, đi mua cho tao cái nồi của chén thôi. Cùng người mua chùi của chén tao tới tao mất tiêu rồi kìa, đi qua mất thôi. Về tao gửi chén cái nồi rồi chứ mày dám tới. Mai đi, mai con đi chợ con mua luôn lượt, mày đừng lo. Mai đi mua cho. Mai nha, mai là tao mai cái mỏ mày lợi cho mày mai. Ấy nở lại lớp kìa. Hả? Mày nó theo tấm bấm điện thoại suốt ngày. Tao nói nghe nó đầy dung lượng mà xài không được nghe. Nó nóng nó nổ một cái là banh cái đầu nghe mày. Lỗi má, điện thoại con không có bị đầy bộ nhớ nha, không bị ấy đâu. Có xài hấp Knox Cleaner vô má vừa làm mát mà vừa còn có thể mà dọn rác nữa. Làm gì mà nóng được. Gì cũng nói được cho biết tôi không thấy nói sao giờ mệt. Rồi vậy á, mai đi mai làm hết cho. Cái gì cũng sẽ giải quyết được vào ngày mai thôi. Bấm chút. Rồi đi làm chuyện coi mày đi.
vậy nè mà bỏ đâu được. Đem về chó phá nhà phá cửa cắt dép cắt hồ đi. Cơm gạo đâu mà đưa cho hết tao. Tao bẻ nổi cho mày coi. Mày đem về đi. Thử đem về đi. Hả? Vài hôm sau. Hả? Tao có đuổi sư vật đầu chết hết. Hả? Tao thì tao mới phá cái cửa này đâu mà tiêu rồi. Đi để cho mất đuổi cho con này nha. Con nghe đã mất đuổi con nha. Ăn cơm gì mà? À, mày chưa ăn cơm hả? Lỡ tao cho chó ăn cơm hết rồi thôi, nấu cơm ăn cho dịch đảm con. Nghiệp em nó còn nhỏ hết con, đi đi con. Hả? Má ơi, mày nhà bạn chơi xíu về nha. Mày không tay rồi thì đi đâu, mày đi đi. Mày nói mưa bé đây à, tranh thủ về à. Biết rồi, điên xíu mà. Hình như ý cỏ ống được ba cũng khá nhiên mà không ta. Đã. Má cầm em con làm gì vậy? Đâu có, trời ơi đâu có gì đâu. Cầm cho coi coi sao mà nha, đẹp là đẹp thôi. Má khỏi mất. Từ mỗi giờ con có bỏ các bạc vô đâu. Hả? Sau đây là bài hát dành tặng cho người bạn của em, cùng nhiều người bạn khác nữa. Bạn của em sống hơi già trân, học ở đâu cái nết rất trần. Khi bạn cười lẫn khi bạn nói, không thấy gì ngoài sự giả trân. Bạn của em kiên cường giả trân, bốn bức tường không giả trân bằng bạn. Khi bạn buồn những câu đạo lý, thật giả trân, ôi thật giả trân, thật thôi nhảy cho anh đi nó nhiều quá. Hả? Chết từ từ từ. Trời ơi. Hả? Chết. Rất tuần tuần của chị. Chết rồi xin lỗi chứ nha. Gì đây? Tới rồi không? Tới rồi không? Ủa? Nói gì đâu? Rất là mà. Hãy gia cầm cho đàng hoàng nha. Các em nhảy đó nha. Trời ơi. Rất tiêu hay cái phụ tùng à. Mà tới đó. Mà tới đó. Trời đời này không biết thiệt học ai trơn, đâu biết gì đâu trời ơi. Em rớt thôi mà. Tới tôi nhảy mà hai người giữ không đàng hoàng đi rồi biết ha. Hả? Em rớt phụ tùng thì có gì đây? Trò gì nữa đây? Hả? Chị ai đây? Ủa có ý gì đâu trời ơi, chị em nhau có gì đâu. Không á, không mình có thiệt vụ lép á chị. À quên rồi, em đâu có thiệt ai đâu trời ơi. Nhưng chị em mình chết luôn vậy. Em thề là không nói chị lép coi luôn chưa có ý gì đâu. Xóm bạn chuẩn bị chơi Halloween chưa? Mày đứa ơi, Halloween tới rồi, tụi bay hôm nay tính giả cái gì vậy? Chuẩn bị chưa? Có chứ không mày, trời ơi, hôm nay mưa bão quá, người ta hốt được những mấy nhánh cây gãy nên nó đang làm mất cây. Còn mày làm gì mà mất cái mặt xanh lè, xanh lét vậy? Hả? À, cây mưa gió bão buồn quá nên tao quyết định làm mất da. Bởi vậy tao quyết định cái mặt xanh lè, xanh lét này ba da đó. Hả? Ủa, rồi con kia mày tính làm gì vậy? Hả? Hôm nay tao làm ma yêu ma quỷ quá, hôm nay tao sẽ làm phù thủy yêu tinh xinh đẹp. Trời ơi, mày cầu phù mỏ chứ phù thủy gì? Phù thủy người ta bị mất
là bị hô không? Hả? Thấy vô lý không? Tao vậy chứ còn mày. Cái miệng của mày nghiệp quá, người ta nhận nước chết bây giờ làm ra da gì? Cái miệng còn hơn cái lẹt của người ta nữa. Hả? Còn mày làm gì ngồi đây đây? Giờ lo ra là huynh tới là không lo giả ma giả quỷ rồi đi. Ngồi đó làm gì vậy? Ủa tao chết rồi, tao làm con gì mà mày kêu tao giả nó con ma con quỷ hả? Làm con người chứ không chết làm gì làm giả ma giả quỷ. Ờ, tao có biết cái đâu, đi nổi nha, thôi đi chơi Halloween đây. Hả? Mày á bà gặp tàn thứ chó đẻ đâu không à? Tức muốn nghỉ bỏ đi đầu thai luôn vậy. Hả? Chấm không. Một lòng như đóa liên hoa tâm thành bên người, cầu nhân sinh không mang khổ đau vì đức là gì. Ở đây đâu bực đồ kỳ lạ vậy chị gái? À chị đi chùa đó em, trời ơi Du Lan tới đó. Chị đi chùa chị cầu mong cho cha mẹ chị khỏe mạnh sống muôn đời với chị đó em. Trời ơi nghiệp với chị mà em tưởng đi cúng cô hồn không mà ơi. Mà đi chùa vậy không, quay phim chụp hình làm gì vậy chị? Chị đi chùa cũng Facebook kênh tao biết phải không? Thì chụp hình và tấm hình để làm kỷ niệm thôi. Chứ Facebook kỷ niệm đi chùa Du Lan thôi, làm dữ vậy. Trời đất ơi, cái nghiệp thôi mà thôi cho đi đây. Chị Cám, giờ bả giờ đi chùa rồi tính nước tính phức dữ quá ha. Trời ơi, coi tao điểm 1 tới 3 là bả chửi banh cái chùa luôn nè. Nghiệp bả đi chùa không có được đâu mày ơi. Tưởng vậy là ngon lành chứ ai dè nghiệp nữa hả? Có đôi dép không đi chùa làm phước làm đất cơ cũng bay cũng lấy đôi dép của tao. Trời ơi, bả chửi muốn dẹp luôn cái tượng Phật. Trời ơi, cúng tiền bốc cái vui thôi mẹ ơi, chứ đi chùa làm gì nghiệp dữ lắm. 15 ngàn đâu có gì nhiều đâu, mà lấy đôi dép của tao. Ngộ ha. Mày làm gì mà ma giả dùng dục lấn chân vậy? À chị mới qua chơi hả? Trời ơi ngồi mai chị cái mền với mấy cháu gói nè. Bộ mền gói cho mày xé rách hết trơn hay gì mà ma cái mới vậy? Trời ơi em mai cho chị mới mốt chị qua đi chở mẹ chứ rồi. Khỏi mất công đi về bển bữa nào chị cũng qua trơn ăn ở không không qua hoài hết chị. Trời ơi chị em năm chiếc qua chơi cho mà. Ai thèm ở nhà mày ơi. À chị ngồi chơi hết xíu nha. Nắng nực chết uống nước rồi bánh trái giờ này. Ủa bánh trái gì? Trời ơi cái hộp kim chỉ của em để mai đồ chị ơi. Chứ cái mặt chị qua mỗi ngày bánh trái nào đâu mà chịu cho nổi chị em. Vậy thì thôi làm dữ vậy. Ủa chị phải chị là người cho TikTok được mấy trăm ca follow phải không? Cho em xin chụp tấm hình được không vậy? À đúng rồi đúng, trời ơi chị này chị cho TikTok nè. Trời ơi vô đi chụp chứ chụp đi chụp đi lên. Mày thấy chưa? Tao chơi TikTok nó được mấy trăm ca follow á, được ta chụp hình nữa kìa. Đóng như mày ngồi mai áo cướp. Trời ơi, mới có người xin chụp hình mặn mẻ như lăng xăng thấy ướt. Ôi, trời ơi, vui lắm, ra được chụp hình chung giá TikTok. Chị hàng bao vui quá, đi được gặp ở ngoài đời. Ơ, chị ạ. Lộn người rồi cưng. Chị là hàng mã chứ không phải là hàng bao. Lộn hả? Chị thôi. Trời ơi, phải hàng ông ai biết. Chị, đừng chị đừng về, tự ngồi đó đợi xíu, đừng về. Trời ơi, ở đây em mang cho cái quần này đội chứ nhục nhã quá trời rồi. Mỗi khi trời mưa, mưa nho nhỏ. Mưa trên những luống rau xanh màu, mưa trên những khóm hoa dày trầu, lòng già dào niềm vui phơi phới. Mưa quá nhiều. Xung quanh anh toàn là nước ấy, cơ thể anh đang bị ướt ấy, mênh mông toàn là nước ấy. Và trời hết mưa. Mưa nguyên ngày luôn, quyết định quay clip mưa cái trời hết mưa. Trời ơi định quay bậy ôi nước lũ dâng cao dâng theo bao nỗi sầu đau. Giờ hết mưa quay gì? Ta lội một cây rưỡi 6 ngàn ruộng để quay clip cho nó nhìn nó tan thương nước lũ mà giờ rồi chạy sao tan đâu mà thương. Trời đất ơi, tức ghê á. Ủa máy đâu vậy? Tôi đi làm tóc mày ơi, tóc dứt tới nơi tóc dài nhìn mệt quá à, tôi đi làm tóc mới. Chị gái, trời ơi, nè chị đẹp quá trời luôn, nè chị muốn làm tóc sao làm cho nè. Làm sao đẹp đẹp cưng, chị đâu cưng á, chị không biết gì đâu, trời làm sao đẹp đẹp cưng. Vậy chị cắt tóc ngắn đi, cắt tóc ngắn hợp với chị ơi, trời mặt chị đàn ông cái bà luôn. Hả?